Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nghe các bạn. Hiện nay là trả lời một thắc mắc của bạn Khuân Ban, bạn hỏi về hình chữ nhật nha. Thì đề bài như sau: hình chữ nhật có nửa chu vi 26m, chiều rộng kém chiều dài. Thì các bạn nhớ nè, đây là dạng tổng hiệu. Khi các bạn thấy nửa chu vi hoặc là chu vi nè, chiều dài dài hơn chiều rộng hoặc là chiều rộng kém chiều dài, đó là dạng tổng hiệu. Tổng hiệu thì tổng ở đâu? Đó chính là nửa chu vi đó các bạn, chính là chiều dài. Nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng bằng 26m. Rộng kém dài, hay nói nôm na chiều dài hơn chiều rộng, lấy thằng lớn trừ thằng bé ra đúng cái phần hơn kém. Thì đây là phép cộng nè, đây là phép trừ nè, đây là tổng nè, và đây là hiệu nè. Thì theo công thức, chiều dài chính là số hạng thứ nhất, chiều rộng chính là số hạng thứ hai. Vậy các bạn nhớ công thức, muốn tìm số hạng thứ nhất là lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai là lấy tổng cộng hiệu, xin lỗi, trừ hiệu nha, trừ hiệu tất cả chia 2. Các bạn buộc phải thuộc hai cái công thức này giúp lợi khi gặp dạng tổng hiệu. Rồi bây giờ chỉ cần áp dụng công thức và giải chiều dài hình chữ nhật là ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc, rồi tới phép chia. 26 cộng 8 ra 34, 34 chia 2 ra 17m. Tương tự các bạn tính chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Vậy sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Bằng 9 nha các bạn. Bằng 9 mét. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn tính được diện tích hình chữ nhật. Hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng, ra kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Và nhớ đáp số. Xin lỗi, đây là mét vuông nha các bạn. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lời để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.